Vâng, lại tiếp tục một video giới thiệu về các sản phẩm lộc súp về. Đấy, phía bên ngoài kia thì các bác cũng đã chở đầy ắp một xe về nghe và hát karaoke. Và trở lại cái video này thì bên em review giới thiệu các bác là bên em lại cập bến những quả súp khủng long bạo chúa của hàng bãi như các bác nhá. Và hàng thương hiệu nổi tiếng Bình Đám. Đấy, các bác chỉ cần lướt qua các bác đã biết rồi. Đó là những quả súp kép 50 của hãng B3 và hãng bãi này. Đấy, có một cặp bãi màng chống nước nha các bác nhé. Và hai cặp B3 bát 50. Và đây là toàn bát 50 nhé, từ 220 côn 100. Đấy, rất khủng nhá. Những quả này thì các bác làm sự kiện hay những bác nào sử dụng phòng hát khủng thì các bác sử dụng những quả súp này thì nó là chấm hết rồi. Rất đẹp nhé, hàng nguyên chất bãi mà nó còn đẹp như thế này thì chỉ cần lau chùi sơ qua cái là nó cũng đã là quá đẹp rồi. Các bác chiêm ngưỡng trên màn ảnh nhé. Đó, em sẽ quay cái thông số của quả súp B3 này. Và cái mã số để các bác được chiêm ngưỡng nhé. Ở đây là một quả súp kép 50 màng chống nước này, rất đẹp nhá. Nó còn rất mới nhá, cái gân nó còn óng ánh này. Các bác có thể chiêm ngưỡng kỹ ở trên cái video. Để em lấy độ led này. Đấy, cái gân này, cái lớp gân ở bên này. Nó vẫn còn óng ánh nhá, vẫn còn ướt át nhá. Đánh cái súp này đánh nó rất chi là mềm nhá. Và cái giá những sản phẩm này bên em chưa cộng cước, chưa căn giá được thì cũng chưa báo giá cho các bác được. Em chỉ hàng áng nó rơi vào khoảng hơn 20 một cặp nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm súp này thì các bác cứ alo sau cho em nhé. Đây, em quay cái thông số của dòng súp B3. Mã là ZZ218-2 là mã này. Và cái công suất của nó đạt đến 1000W này. Đấy, chịu kháng là 4 ohm. Và trọng lượng một quả súp này nó nặng vào 85kg nhé. Nói đến súp B3 là thương hiệu đến từ Đức rồi thì các bác cũng đã biết về những sản phẩm của B3. Bên em cũng không cần phải giới thiệu nhiều về cái hãng B3 rồi. Và nói về những quả súp kép B3 này thì rất hiếm về nhé các bác nhé. Đôi khi nó phải cả một năm trời nó mới về được một vài cặp thôi. Đấy, nên những bác nào có nhu cầu sử dụng những quả súp này thì các bác hãy alo sớm cho em nhé để được sở hữu những quả súp kép này. Rất khủng nhá, khủng long bạo chúa luôn, lặng vô địch luôn. Và hai số hotline bên em thường giao dịch đó là 0963 101 3 8 và 0962 355 3 9. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và bên em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Và với video sau thì em sẽ review giới thiệu về những chiếc đẩy liềm vang và những cặp loa 3G mới cập bến. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.